Xin chào các anh chị, ở video này tôi xin chia sẻ lại cách tôi đã trồng cây đuôi công đốm thuộc dạng cây kéo mô tại vườn. Thông thường thì đối với cây đuôi công đốm có thể nhân giống bằng phương pháp là tách bụi. Sau khi trồng một cây đuôi công đốm khoảng 5 đến 6 tháng thì cây có thể phát triển thành rất nhiều bụi và có thể tiến hành tách làm hai hoặc làm 4 tùy theo kích thước của cây để trồng. Loại này rất dễ nhân giống. Tuy nhiên, thông thường sau khi trồng khoảng 5 đến 6 tháng thì cây đuôi công thường phát triển với kích thước lá rất lớn. Do đó, muốn có được một cây đuôi công đớm nhỏ gọn để bàn và có được số lượng lớn thì việc mua cây cái mô về trồng là một điều hợp lý. Ở đây là hai vị đuôi công đớm thuộc dạng cây cái mô hàng của Trung Quốc. Và kích thước của cây rất đồng đều. Trong quá trình vận chuyển chuyển về Việt Nam thì một số cây đã phát triển hẳn lá non mới. Sau cây, sau khi mang cây về vườn thì cây sẽ được đặt trên một nền đất ẩm. Đồng thời bên trên là một lớp lưới che đã giảm đi 70% ánh sáng. Về giá thể sử dụng để trồng cây đưa công đớm, ở vườn tôi sử dụng sơ dừa và vỏ trấu, tỷ lệ trộn là 80% là sơ dừa và 20% còn lại là vỏ trấu. Đối với cây con và cây giống, thì sơ dừa tôi sẽ đổ ra thành đống và xả rất nhiều lần, mỗi ngày xả khoảng 15 phút bằng nước, nước sạch và xả như vậy liên tục trong khoảng 5 đến 7 ngày thì mới đem sử dụng để trồng cây. Qua quá trình xả như vậy thì sẽ giảm đi được chất chát có trong sơ dừa và ở thời điểm xài thì sơ dừa gần như không còn mùi hôi đặc trưng của sơ dừa. Về chậu sử dụng để trồng cây đu công đớm dạng cây cái mô là loại chậu có nhiều lỗ thoát nước ở đáy chậu, đường kính miệng chậu là khoảng 12 cm. Sau khi đã cho một lượng sơ dừa ngang bằng với miệng chậu, tôi sẽ tạo thành một cái lỗ vừa đủ để cho bầu cây đua công đớp. Do đặc điểm là trong sơ dừa gần như không có chất dinh dưỡng, do đó tôi đã sử dụng thêm loại phân tan chậm Rinan với thành phần NPK là 2388. Lượng phân mà tôi sử dụng là khoảng 1 phần 2 muỗng cà phê. Vị trí rải là rải ở ngay thành chậu. Và sau khi các cây đưa công đớm, cái mô đã được trồng vào chậu thì cây sẽ được để ở trên sàn bên dưới lớp lưới che giảm đi 70% ánh sáng. Đối với những cây đu công cái mô, mỗi ngày tôi sẽ tưới nước cho cây một lần vào buổi sáng sớm. Trên đây là toàn bộ tôi. Toàn bộ quá trình tôi đã trồng và chăm sóc cho cây đu công đớm thuộc dạng cây cái mô tại vườn.